khi nơi đây chỉ là sỏi đá. Từ hoang sơ người Việt khao khát sống vươn lên, rồi từ tối tăm ta đi tìm một ngọn lửa sáng ước vọng, bàn tay với xa hơn mặt trời. Và ngày nay khi nơi đây đã nhiều đổi thay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu, để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới. Làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam. Khám phá thế gian này rực rỡ, cuộc sống mãi bao la, còn bao điều muốn tìm. Khám phá những con người quanh ta cùng những người cao say, để cuộc sống thêm tuyệt vời. Cho ngày nay đến khát khao, ta cùng mình mang ta cùng vươn lên mãi mãi. Khám phá biết bao điều kỳ lạ, khám phá cuộc sống vui tuyệt muôn màu, để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới. Làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam. Những giấc mơ dài.
trở về để bữa tôi ấm áp bên mẹ hiền, để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiền nhà. Đường xa không sao ngăn nhưng bước chân trở về để sống vui đêm ấm bên bạn bè và bên ly trà thơm bên anh đưa ông cầm lề. Có bước chân đường xa vết buồn.